Và anh chị em và chào Quân Khúc. Hôm nay rất là mừng là Linh Tăng được tham gia và giao lưu cùng với Quân Khúc về cái chủ đề biển đảo quê hương, đúng không? Thưa các bạn, thì thực tế ra nói về biển đảo quê hương thì nó rất là nhiều. Nhưng mà ngày mai là ngày 19 tháng 1, đấy, mà bọn dân chủ cuội Bờ Hồ chúng thường tổ chức để tưởng niệm 74 người lính Việt Nam Cộng Hòa gọi cho là đã tử lần tử trận tại đảo Hoàng Sa năm 1974. Ừ. Thế thì chúng ta phải biết rằng năm 1974 ấy, nếu ta nói xa hơn một chút là năm 1973, đúng không? Năm 1973 cái hiệp định Geneva đã ký đấy, để hiệp định Geneva đã ký giữa cái hội nghị bốn bên của chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa và nhà cầm quyền của Washington. Ừ. Thế thì nếu so sánh thì Mỹ ngồi với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa ngồi với mặt trận dân tộc giải phóng Việt Nam, đúng không? Thì tại sao mà Mỹ phải ký cái hiệp định Paris? Ừ. Sau khi tháng 12 năm 1972, đấy, Mỹ thua trên bầu trời Hà Nội, bắt buộc phải ngồi vào bàn đàm phán với chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa. Thế thì ngay từ lúc bấy giờ ấy thì Mỹ đã hết hết tin tưởng của cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa rồi, không còn gì để mà tin tưởng trong một cái chế độ thối nát, tham nhũng, đầu tư cho quân đội tất cả từ A đến Z, từ răng từ chân lên đến đầu, mà không không làm gì được. Cho nên là Mỹ đã bỏ rơi chế độ Việt Nam Cộng Hòa và đi đêm với Trung Quốc. Bằng bằng chứng là Mỹ, Tổng thống Lý Sơn đã đi đêm với Trung Quốc tại Bắc Kinh và hiến dâng miền Nam. Trước hết là hiến dâng cái đảo Hoàng Sa cho Trung Quốc. Bằng chứng là phi công của Việt Nam Đại tá Nguyễn Thành Trung đã nói, những năm Đại tá Nguyễn Thành Trung đã còn nằm ở trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, đã được sự chuẩn bị tất cả các máy bay F-5, các phi đội F-5 ở sân bay Đà Nẵng để chuẩn bị ra chiếm đảo. Nếu lúc bây giờ đấy, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nếu như đưa phi đội F-5 ra để chiếm lại đảo Hoàng Sa và Trường Sa, ở đảo Hoàng Sa chắc chắn là sẽ được. Nhưng cái sợ cái quan thầy của chúng ấy cắt viện trợ cho nên không dám, để cho một số cái lính Việt Nam Cộng Hòa tử trận tại Hoàng Sa một cách chết oan uổng. Tôi chỉ nói đến thế thôi, còn tất cả mọi cái phân tích thì chỗ các anh Trần Nhật Quang và chỗ ông anh đã nói hết rồi, đúng không? Thế còn cái bọn dân chủ cuội ở Bờ Hồ ấy, thực ra bọn nó cũng chả thương tiếc gì mấy cái người lính của Việt Nam Cộng Hòa chết ở đảo Hoàng Sa đâu, mà chúng nó vì bọn chúng thôi, vì cái đồng tiền của cái bọn Việt Nam Cộng Hòa, những cái bọn mà chống cộng đoan ở bên nước ngoài, mà tất nhiên nó là bọn cái đảng để gửi cho nó vì cuộc sống của chúng nó thôi, vì cái mưu cầu đấy, của bọn nó là kiếm tiền. Thế nên bọn nó lấy cái Bờ Hồ đấy, cái trung tâm văn hóa, cái tượng đài Lý Thái Tổ để nó là gọi là tổ chức tưởng niệm cho nó oai thôi, là chủ yếu chúng nó đi 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 đi, đi gọi là giăng lên cái cờ ba sọc hoặc là chụp mấy cái ảnh gửi đến để kiếm tiền của hải ngoại thôi. Thế cái chuyện đấy thì nói cho nó rất là nhiều, nhưng nói với Quân Khúc là mai thì tất nhiên anh em mình cũng phải chiến thôi, cũng phải chiến Vâng. thôi. Thì thực ra đấy, cái năm ngoái mà Đỗ Thanh Vân đấy nó lên livestream, nó bảo là các chiến sĩ Việt Nam thế nọ thế kia, Việt Nam bán đất bán biển cho tàu rồi lịch sử thế nọ thế kia, nhưng nói thực ra nói cái bọn ấy ngu xuẩn hết, ngu xuẩn hết, chả có cái ý thức gì để mà xây dựng cái xã hội này đâu. Đấy. Chỉ vì cái đồng tiền bát gạo và cái đồng tiền nhơ bẩn của bọn hải ngoại gửi về thôi, để chúng ta chấp nhận bị đòn đau ấy để kiếm tiền ấy. Đấy. Năm ngoái không biết là cái dân nó đập cho cái Đỗ Thanh Vân với Dũng Phí Hổ, mà sau khi chạy trốn năm ngoái là anh em mình săn vào kìa, là anh em mình săn hết cho nọ kia, nó chạy hết góc nọ này góc kia, xong là nó chụp trộm cái ảnh, xong rồi nó dồn nhau về đấy, nó có chụp cái ảnh nào đâu, đúng không? Đấy, mấy cái bọn thằng Quang A không biết năm ngoái sang là cái chạy thì đứt cả dép ra đi. Thế năm nay thì em mình cũng cũng, cũng chiến thôi. Đấy.
Thế cứ mọi việc thì cứ theo lịch mà làm. Thế còn bây giờ nếu mà nói về lịch sử chiến tranh thì nó rất là ác liệt. Nói thực ra năm 1975 đấy chúng ta giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, nhưng đất nước vẫn còn chưa yên. Chúng ta giải phóng chưa được một năm thì Pol Pot Yen Sari tấn công 6 tỉnh biên giới Tây Nam, gây ra bao nhiêu đau thương chết chóc cho đồng bào ở huyện Chi Tô, Nam Giang và Tây Linh. Đấy, chúng sát hại nhân dân ta rất là nhiều ở các tỉnh biên giới phía Tây Nam. Lúc bây giờ chúng tôi cũng đã tham chiến để bảo vệ nhân dân, mới thấy cái cảnh bọn tôi tràn sang bên đất nước mình, vượt qua biên giới, nó giết chóc nhân dân, hãm hiếp phụ nữ, nhất là cái thời đó. Và chúng ta đã có cái lực lượng mà đi thanh niên xung phong đấy, còn đường đi kinh tế mới đấy, những cái phụ nữ miền Bắc, những thanh niên miền Bắc mà đi vào trong đấy để mà xây dựng cái vùng kinh tế mới trong đó, nó bắt rất nhiều đấy. Nó giết rồi là nó giết và nó còn nôi đi, nó làm nô lệ tình dục cơ. Đấy, bằng chứng là trong những cái năm chúng tôi mà giải phóng đất nước Campuchia đấy, giải phóng có những cái chốt mà đi lên trên đấy, những người phụ nữ Việt Nam nó bắt sang, nó hành hạ bụng mang dạ chửa ra, rồi nó trói chân vào súng, nó bắt bóp cò đấy, và nó thực sự rất là tàn ác. Thì ngày mùng 7 tháng 1 năm 1979 thì chúng tôi trong đó quân đoàn 3, quân đoàn 4, quân đoàn 2, quân khu 7, quân khu 9 và quân khu 5 tất cả đồng loạt để giúp chính phủ của Hiếu Sơn Vinh giải phóng Campuchia. Chưa đầy một tháng sau thì bọn bành trướng Bắc Kinh bắt đầu xua quân đánh 6 tỉnh biên giới phía Bắc. Đến năm 1988 cơ mà, năm 88 thì mới tạm thời yên ổn ở biên giới phía Bắc. Bây giờ bọn chúng mới sinh ra, cái thời hồng sinh hôm này không biết gì về chiến tranh, không biết gì về sự khổ sở của những người lính và những người dân trong thời kỳ chiến tranh ác liệt như thế để xây dựng đất nước. Xã hội mình bây giờ như thế này, tự do như thế này, còn đòi hỏi tự do gì hơn. Bây giờ người ta dân giàu, nước mạnh rồi. Giờ các bạn ba que ở bên nước ngoài về, các bạn cứ thử đi lên vùng nông thôn Việt Nam xem. Cái tầm cỡ cái phố Bô Sa của các bạn chẳng là cái gì cả. Cái phố Bô Sa bây giờ trông những nhà lèo tèo thế thôi, chứ về vùng quê Việt Nam bây giờ nhà biệt thự, nhà lầu, xe hơi, đường xá, các thứ giao thông con này nhiều lắm. Nó thấp thành phố đến nơi rồi. Các bạn đừng ở bên ngoài đấy mà sủa về đất nước, mà nói xấu đất nước. Và tiếp tay các bạn chỉ đủ tiền, gọi là tôi gọi các bạn cho nó oai, chỉ đủ tiền để mà cho bọn dân chủ cuội bờ hồ chúng nó tiêu thôi nhé. À vâng, anh ơi, ở đây có một số những cái bạn mà bạn ấy muốn phản biện với mình. Sau cái livestream này anh nói hết xong em sẽ mời các bạn ấy lên nói để các bạn mình muốn nghe các bạn ý kiến của bạn có đúng không? Lên. Mà Tuấn Vũ vào, Vâng. bạn mới nói là Nếu mà hồ bạn mời là bạn thiếu tá lên. Hồ Quang, thiếu tá Hồ Quang mà nói là Trần Nhận thì về chủ tịch nước Trần Đại Quang là người Tàu đúng không? Thế thì người Việt Nam chúng tôi ngu hết à, để các bạn thông minh à. Bác Hồ của người Trung Quốc, nếu như Trung Quốc ấy, nếu Hồ Chủ tịch là người của Trung Quốc thì Việt Nam không thể có sự hòa bình độc lập như ngày hôm nay được, đúng không? Đúng rồi. Thế cái quân Phúc ấy mời một cái bạn nào lên được, cái bạn gì gì đấy. Đấy, Tuấn Vũ mời các bạn em lên, Tuấn Vũ lên, à? mời bạn Tuấn Vũ lên nhé. Vâng. Ok, xin chào. Vâng. Vâng, à, em mời đấy ạ. À, bạn Tuấn Nguyên, bạn có thể trao đổi được. Tôi sẵn sàng nghe nếu mà bạn nói đúng. Nhưng mà các bạn xuyên tạc thì chúng tôi có cơ sở dữ liệu và tôi nói với bạn luôn. Là sự thực thì nó là sự thực, không thể là xuyên tạc được. Cái sự thực. À, nếu mà bạn nói đúng thì tôi sẵn sàng nghe. À, đang mời bạn Tuấn Vũ, bạn bạn Tuấn Vũ đâu? À, mời bạn ấy rồi nhưng mà không thấy phản hồi. Ở đây chúng tôi là người dân và chúng tôi muốn nói lên sự thực. Nhà nước cũng chẳng giấu gì chúng tôi cả. Và các tư liệu ở trên mạng thì bây giờ cũng rất là nhiều, nên là có giấu không giấu được, nó là sự thực, mà các bạn có xuyên tạc thì cũng chẳng bao giờ xuyên tạc được. Đúng rồi, rất là dân chủ. Mà các bạn nói đúng tôi sẵn sàng nghe.
Mời bạn Tuấn Vũ đâu. Nếu mà bạn không dám lên đối thoại với tôi thì tôi mời một người khác để lên phản biện với các bạn. À, mình mời bạn Tuấn Vũ lên rồi nhưng mà không được. Anh Thắng, mạng của anh không không kết nối được anh ạ. Em gửi lời mời lên của anh mấy lần rồi không được. Thôi, có khi bây giờ cũng là 10 giờ 28 phút rồi. Ngày mai thì mọi người cũng phải đi làm. Thì cái cuộc trao đổi của chúng tôi hôm nay có thể tạm dừng. Mọi người cũng phải đi làm. Thì cái cuộc trao đổi của chúng tôi hôm nay có thể tạm dừng. Và ngày mai thì để anh em tôi còn lên kế hoạch để ra ngoài chỗ tượng đài Lý Thái Tổ để chống cái đám biểu tình. Nên là xin kết thúc cái livestream này ở đây.